Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Phú Thọ chuyển đổi trong lĩnh vực kinh tế tập thể. Lan rộng những mô hình nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản tại Sơn La. Văn hóa dân tộc Dáy trong lễ hội Háu Đong tại thành phố Lai Châu. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng chuyển đổi số có tác động tích cực giúp kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tỉnh Phú Thọ có gần 550 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó có 45 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất. Trên 70% hợp tác xã ứng dụng mạng xã hội để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Xác định chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể có ý nghĩa hết sức quan trọng, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các hợp tác xã áp dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, mở ra xu hướng buộc các cơ sở sản xuất thích ứng để nâng cao giá trị, đưa sản phẩm tốt cung ứng cho thị trường. Khởi công từ đầu tháng 2 năm 2023, dự kiến tháng 2 năm 2024 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt tiến độ, các đơn vị thi công trên công trình nút giao IC18 cao tốc Nội Bài Lào Cai đang huy động nhân lực, phương tiện, quyết tâm đưa công trình về đích sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch. Trên cơ sở nút giao IC18 km 245 cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, dự án tiến hành cải tạo hai nhánh đang khai thác hướng Bình Minh Hà Nội và ngược lại. Xây dựng bổ sung thêm hai nhánh hướng Bình Minh, Kim Thành và ngược lại, tạo thành nút giao hoàn chỉnh. Hiện các hạng mục chính như đào đắp nền đường, cầu vượt, cống chui dân sinh, bê tông phần kè, phun vữa mái ta luy đạt trên 40% khối lượng công việc. Các đơn vị thi công phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 23 tháng 9 tới, dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Những năm qua, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung phát triển vùng cây ăn quả, nhất là các loại cây có múi, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân. Hiện nay, diện tích cây ăn quả của huyện Yên Sơn đạt trên 6.200 ha, trong đó diện tích bưởi hơn 4.100 ha. Ngoài bưởi còn có 570 ha cam, gần 300 ha hồng ngâm không hạt và nhiều loại cây ăn quả khác như na, nhãn. Tại nhiều xã đã có những mô hình trồng bưởi đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với bưởi, nhiều sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn huyện Yên Sơn đã đạt chứng nhận OCOP. Đây là điều kiện thuận lợi để các sản phẩm khẳng định vị thế trên thị trường nhằm phát triển các loại hàng hóa nông sản có thế mạnh của huyện. Dự kiến đầu tháng 9 năm 2023 tới đây, lễ hội Trà San Tuyết huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái lần thứ nhất sẽ được tổ chức với rất nhiều các hoạt động đặc sắc. Theo đó sẽ có hoạt động trưng bày triển lãm tranh ảnh về đất và người Văn Chấn, ảnh đẹp về miền Tây tỉnh Yên Bái. Cùng với đó có khoảng 70 gian hàng trong hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, gian hàng trưng bày các sản phẩm thương mại, gian hàng trình diễn nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ người dân và du khách. Tại đỉnh núi Mở Dương Suối Giàng sẽ diễn ra lễ hội tôn vinh cây trẻ tổ, tổ chức văn nghệ, trình diễn văn hóa dân tộc Mông, đêm tiệc trà và đấu giá sản phẩm trà Suối Giàng. Cũng trong khuôn khổ chương trình sẽ có giao lưu trà đạo, tổ chức check-in và trải nghiệm, tham quan động thiên cung, cốc tình, rừng trúc, vườn trà cổ thụ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện điển hình của nông nghiệp Sơn La với việc kêu gọi các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản vào đầu tư và hỗ trợ nông dân, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ là kinh nghiệm quý cho nông dân địa phương học hỏi và nhân rộng. Trang trại Nico Nico Yasai nằm trọn trong một thung lũng ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La với thiết kế thành các nhà màng, nhà lưới trồng cải mầm, mồng tơi, dưa leo, cà chua bằng quy trình hữu cơ. Không có gì bỏ đi xung quanh một cái cây, đó là thông điệp của những thanh niên Nhật Bản đang sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở đây. Nông nghiệp hữu cơ nhưng mà tụi em áp dụng những cái phương pháp gọi là theo truyền thống ông bà xưa gọi là nông nghiệp tự nhiên. Thì tụi em sử dụng các, thứ nhất là các biện pháp như là sử dụng thiên địch, cũng như là các loại phân bón thì tụi em sử dụng phân bón hữu cơ như là chiết xuất từ các gọi là cây cỏ dại.
Còn đây là mô hình trồng dâu tây Hanna ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La. Anh Nahana Sorizo cho biết trang trại của anh là 9.000 m² với diện tích sản xuất khoảng 500 m², toàn bộ quy trình làm đất, tưới nước tự động, xây dựng nhà màng và phương pháp nhân giống vô tính để duy trì chất lượng nguồn gen, rồi đến phương pháp dùng thiên địch để bắt thiên địch. Dâu tây thì nhiều sâu bệnh, trong khi thu hoạch đầu nhất là con nhẹ. Bên em thì không dùng thuốc trừ sâu để giết con nhẹ, bây giờ là sử dụng thiên địch thôi. Với quy trình canh tác dâu tây độc đáo, hiệu quả này, trung bình mỗi năm, farm của Nahana xuất bán ra thị trường khoảng 14 tấn dâu tây. Sản phẩm sản xuất ra tới đâu đều được thu mua hết tới đó. Sơn La đang hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, bền vững và thời gian qua đã đẩy mạnh mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ, cũng là một trong những mục tiêu phấn đấu của ngành nông nghiệp Sơn La với việc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư và hỗ trợ nông dân thành các chuỗi nông sản sạch, an toàn thực phẩm. Với cái điều kiện sản xuất của người nông dân Sơn La là từ cái sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, bây giờ phải tập hợp lại và sản xuất theo kế hoạch, theo thị trường. Nhân rộng những mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ của Nhật Bản, nơi có một nền nông nghiệp tiên tiến để áp dụng cho nông nghiệp Sơn La, nơi có thổ nhưỡng và khí hậu lý tưởng cho các loại nông sản, sẽ là hướng đi mới cho nền nông nghiệp phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Háo Đong là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Giấy tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Lễ hội Háo Đong là dịp để người dân dâng lên thần rừng, cầu mong cho thần che chở, ban cho một năm mưa thuận gió hòa. Khác với mọi năm, mở màn cho lễ hội năm nay được phục dựng và trình diễn ngay tại sân khấu. Bản thân tôi là dân tộc Giấy, sống sinh sống tại địa bàn Nằm Lòng 1 và tổ chức lễ hội Háo Đong là bản sắc dân tộc, mang nét bản sắc dân tộc Giấy là đó, cho bà con nhân dân gặp gỡ nhau và giao lưu học hỏi và cùng nhau thi đấu các môn thể thao bản sắc của bản sắc dân tộc Giấy. Lễ hội gồm hai phần. Phần lễ gồm lễ khai mạc với nhiều hoạt động văn nghệ với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Giấy. Ở phần hội với nhiều trò chơi dân gian, nhiều môn thi đấu độc đáo cũng được tổ chức và thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, lễ hội đã góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Là một người trẻ của dân tộc Giấy thì em cảm thấy rất là vui và tự hào khi được tham gia lễ hội Háo Đong của dân tộc mình. Trong quá trình tập luyện của chúng em thì đội trẻ chúng em thì có tầm 17 bạn trẻ ạ, và còn lại là các bác, các cô, chú ạ. Trong quá trình tập luyện thì chúng em cảm thấy rất là vui, dù có mệt nhưng mà chúng em vẫn phải cố gắng để mình có thể giúp cho lễ hội, giúp cho dân tộc mình càng ngày càng phát triển, càng vươn xa hơn ạ. Năm nay phường tổ chức lễ hội Háo Đong phường Quyết Thắng là lần thứ hai. Thì sau trong quá trình tổ chức thì phường đã nâng cấp quy mô và với nhiều các hoạt động vui chơi văn hóa văn nghệ. Với việc duy trì và nâng cấp lễ hội Háo Đong đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng như đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2023. Tỉnh Lào Cai nhiều mây, sáng có mưa, có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tỉnh Lai Châu sáng có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tỉnh Điện Biên sáng nhiều mây, trưa chiều có mưa vài nơi, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tỉnh Sơn La sáng có mưa, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tỉnh Yên Bái sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng, đêm về sáng có mưa dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tỉnh Hà Giang sáng có mây, một số nơi có mưa to, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng nhiều mây, trưa chiều có mưa vài nơi, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển Động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.